Dạ, tại vì lúc mà hai đứa con mới cưới thì ảnh bị bệnh. Bệnh gì? Lao phổi. Lao phổi. Cô này có đi ra con phát hiện con thấy con ho ra máu luôn. Trời ơi. Là không được, ngưng, không có nói gì nhiều. Sáng mai đi vô đi khám, là bác sĩ chụp X quang xong bác sĩ nói lao phổi, lấy thuốc rồi vậy. Chúng ta cũng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi, mến chào hai em. Rất là vui khi mà được trò chuyện với hai em trong chương trình Vợ Chồng Son này. Giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Út Thuận. Con tên là Dương Ngọc Trinh. Con sinh năm 92, con ở Hà Tiên, Kiên Giang. Hiện tại công việc của con là làm nghề kinh doanh tự do. Trời ơi, nghe Hà Tiên, Kiên Giang. Trời ơi, lâu lắm rồi chú không được đi Hà Tiên. Đẹp lắm chị ơi. Chị có đi rồi đó, thành ra chị muốn đi đó. Rồi, mời con. Chào chú Quốc Thịnh, chào cô Hồng Vân. Dạ, con tên là Trương Trọng Lê. Dạ, năm nay con 30 tuổi. Dạ, con ở Hà Tiên, Kiên Giang. Hiện con đang làm công việc bên ban quản lý bến xe tàu Hà Tiên. Rồi bây giờ thôi quay ngược thời gian, trở lại với câu chuyện tình của hai đứa. Hai đứa gặp nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Hồi trước là con bán trà sữa. Thì anh này ảnh ở trong bộ đội. Anh này ảnh có kết bạn Zalo với con. Thì hôm đó ổng ghé nhà con mua nhưng mà chưa có trà sữa. Nhưng mà kiểu thôi kệ đi, không có rồi kiếm cái gì cho ổng đại. Đằng ổng vô trong đó ổng giới thiệu cho mình bán được nhiều chút xíu á. Thì con có cho một cái hộp rồi rong biển trái tỏi. Thì con vừa làm xong thì ổng lại mua, thôi kệ cho ổng đem về. Chứ con cũng không có ấn tượng gì về ông này hết, bình thường. Lần đầu tiên con mua cũng tính là giá bình thường. Sau con lên con quảng cáo gầm gộ lên xong rồi những đứa trong đơn vị của con đó mua giùm tao đi. Xong bắt đầu là con quay lại thì cô này cô chuẩn bị không kịp. Cô làm chuẩn bị không kịp cái nói bây giờ thôi làm cho hai ly trà sữa, không có lấy tiền đâu. Tự nhiên lúc đó mà chưa bao giờ mà con cầm đồ của con gái mà không có lấy tiền á chú. Trong lòng nhiên con tim con nó đập là con thấy nghi rồi. Xong đó về sau là sau khi mà về đơn vị lại của con lại á, thì trong đơn vị của con có quy định nè, sau hết giờ hành chính thì tới buổi chiều các bạn sẽ được tầm khoảng 1 tiếng cho tới 2 tiếng gọi về cho người thân. Con biết sao con không gọi cho về nhà, cái con có số của cô này đó. Con cứ nói chuyện liên thiên vậy đó. Lúc mà gặp bé Ngọc Trinh á, dạ, thì lúc đó đó nó có mũm mĩm như giờ không? Mũm hơn mũm hơn luôn. Mũm hơn luôn vậy đó. Con tới 105kg rồi. Còn ổng vợ nhiêu con? Giờ con đám cưới với ổng thì con xuống 20kg, ổng lên 20kg. Nhưng mà bù trừ vậy rồi lúc đó là như 49kg. 49kg. Nó nhỏ hơn có mấy chục ký à. Mà con dám đối đầu với lại 105kg hả con? Con hay quá vậy. Cái lúc mà ảnh với con biết nhau mà con quán trà sữa là con tầm khoảng 9 mấy ký thôi. Xong rồi hai đứa con quen nhau có 14 ngày là chia tay rồi. Lý do? 2 năm sau mới quen lại. Lý do mà chia tay vậy? Ngon, mới quen có 14 ngày à, đi về kêu ba mẹ đi qua coi mắt rồi. Kiểu ba mẹ cải trang đi qua uống trà sữa mà nguyên gia đình kéo đâu chừng 7-8 người đi qua là con biết rồi. Thì con mới về con hỏi ổng là ba mẹ đi qua rồi về nói làm sao. Nói ba mẹ anh biết em á, quen con nhỏ gì đâu mà mập thù lù mà còn hay đi nhậu nữa. Không, gia đình con nói làm sao? Không được. Nói không chịu mập. Không chịu, nó mập quá, với lại vợ con thì cũng dạng như kiểu tuổi trẻ nổi loạn đó. Từ lý do đó xong rồi cái ba mẹ cũng khuyên con nói thôi chưa khoan gì tính suy nghĩ ghi lại đi. Rồi sau đó nói chung là cũng tác động để cho tách hai đứa ra. Sau đó rồi con đi Sài Gòn làm. Là 2 năm sau con mới quay về. Sau khi con chia tay ổng xong là con giảm 10 mấy ký. Kiểu chia tay rồi tha vì thời gian mình đi kiếm người tốt hơn thì thôi mình tự làm tốt bản thân mình hơn đi. Cho con người giảm ta được hối bao nhiêu? 15-16 ký. Wow. Còn nguyên nhân gì mà coi như là hai đứa quen lại nhau? Sinh nhật của con là 1 tháng 11. Thì lúc đó là vợ con từ Sài Gòn về. Nhưng mà trước đó là hai đứa cũng có kiểu như là thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Cũng lên Facebook thả tim rồi comment. Thôi chứ phải thấy nhau. Lúc đó người ta đẹp quá rồi. Cũng đang tính nói vậy đó. Thấy lúc đó người ta tươi quá rồi. Thấy đang ngon quá người ta. Nhìn thấy vợ con quá ngon con. Lúc đó cảm giác con sao? Cái lần đầu tiên con gặp lại vợ con là con không chán gì ngoại hình, mà con chán gì cái thay đổi trong cái lời nói và cái tính cách của vợ con á. Là sao? Sau 2 năm là con cảm thấy là vợ con chín chắn hơn. Nó suy nghĩ cái cách nói chuyện giữa con với vợ con là nó thoải mái hơn. Chứ nó không có hồi xưa là ngại lắm. Hồi xưa ba mẹ nói này nói kia không.
giờ hai đứa cứ như là bạn bè đi. Mình quen được tới thì mình yêu, rồi mình cưới không được thì mình vẫn cứ làm mà bạn mình được thôi. Mà con kể cô nghe cái lần đầu tiên mà quay về 2 năm là con quyết định là con về quê nè, con ở với mẹ con á. Ông này uống đi uống cà phê thì mình mới suy nghĩ trong đầu con biết luôn. Thôi tính đi ra đặng dụ ta đặng quen lại chứ gì, không có cửa đâu con, không có cửa đâu con. Cái con cũng đi ra, kiểu con ở Sài Gòn mà con ăn chơi, con nhậu nhẹt gì con kể hết. Hồi cố lúc tình kể cho ông nghe. Đúng rồi, rồi cái lúc mà con cưới ổng thì con đâu có xăm mình đâu. Xong cái con đi ra con cũng kể là em xăm mình, xăm dữ lắm, kiểu con nói cho ổng né con ra. Nhưng mà kiểu mình đâu biết là đối với ổng là đó giờ chưa từng đi Sài Gòn. Chưa từng đi Sài Gòn, giống như là được mở mang kiến thức. Chứ lại ổng cảm nhận được cô bé là sao, cô thật lòng quá. Bắt đầu theo đuổi lại. Tác dụng ngược đó. Đó. Để bởi... cho cái sự mà ăn chơi rồi đó, này kia nọ. Tưởng thật sao á, tự nhiên chồng nhìn mê. Mê mà. Đúng rồi. Tới khi mà hai đứa con yêu nhau, công khai luôn. Nhưng mà ba mẹ cũng chưa nói gì. Tại kiểu như là thì nó cũng lớn rồi, nó biết rồi. Thì thôi yêu nhau thì cho nó yêu đi. Nhưng mà đến khi con nói là mẹ ơi giờ con cưới vợ con cưới Trinh làm vợ. Nói nghĩ kỹ chưa? À, nói kỹ rồi giờ trai phải không? Vậy thôi được, để tao qua coi nè. Con nghĩ trong đầu là chắc cũng phải là làm dữ làm găng lắm, mà phải nói suy nghĩ kỹ là sao đó, quyết định sao, giải thích lý do nó vậy kia. Ổng nói thẳng với con luôn, tức là ổng nói là năm sau cưới ổng kêu con về con hỏi mẹ con đi. Cái một ngày đẹp trời con cũng hỏi mẹ con, mẹ lỡ mà bây giờ có người vô hỏi cưới con thì sao? Mẹ con hỏi cái gì, mày cũng có người cưới nữa hả? Thì mẹ con chịu. Cái con mới nhắn tin cho ổng là ê mẹ ok rồi đó. Rồi cái ảnh gửi cái icon đó, con nhớ là cái icon giống như là mừng á. Mừng vô đúng không? Đó là diễn tả bằng lời, không thể diễn tả bằng lời. Tức là từ lúc đó là xác định là hai đứa con quen nhau luôn. Vậy là cái duyên cái nợ duyên rồi. Duyên đó chị ơi, lựa chọn đó chị. Đâu hai đứa kể cái vụ mà hồi lúc yêu nhau có cái gì, chuyện gì vui vui kể cho cô chú với mọi người nghe coi. Thì là Sài Gòn về chắc có tiền nhiều lắm đúng không? Dạ cũng sương sương. Còn anh này thì anh có bao tiền không? Có bao đi, ăn đi chơi với gái có 50.000 trong túi à. Mọi người hỏi con lý do tại sao mà không có ghen vậy, chứ bây giờ con mở bóp chồng con ra nhiều khi có 70.000 à. Thôi đứa nào cua được đó cua đi. Đứa nào cua được cua đi. Và con còn nhớ con chụp hình đăng lên Facebook nữa mà. Lý do mà khiến hai đứa tôi không bao giờ cãi lộn, trong túi chồng không có tiền. Thì lúc đó là lương của con cũng khá là thấp à. Cũng một phần gửi về nhà, cũng đưa cho gia đình để thì con sống trong gia đình mà, con chỉ để dành một ít vừa đủ cho mình thôi. Lúc đó là mình nghĩ là mình dẫn bạn đi ăn, chứ không phải là dẫn ghệ đi ăn. Nên mình không có thể hiện cái tính tự cao, móc ra dạng như trong ví mình có nhiêu mà chả hết. Không có da dẻ. Không có da dẻ. Dạ. Bữa đó hai đứa đi ăn trong một cái quán ăn, con kêu ra một tô hủ tiếu mì. Nhưng mà con mở cái bóp ra con có 30.000 à. Cái vợ con hỏi anh ăn chưa? Con bóp bụng là con nói nó rồi ăn rồi, nãy giờ đó có xe người ta kêu cho nước uống hết trơn rồi, làm mặt tự hào lắm chứ trong bụng. Nhưng mà con biết rằng là ổng cố tình không, cái bữa đó thì tính tiền ra mới biết đó. Thì nhờ bữa mỗi bữa tối nào cũng chở đi ăn, rồi nhờ nhịn ăn cho con ăn á, cho nên là tới đám cưới con mới 105 kg, ổng 49 kg. Nghe hai đứa là lấy nhau được mấy năm rồi? Ba năm rưỡi. Ba năm rưỡi có em bé. Dạ 2 tuổi. Hai tuổi vậy là về 5 rưỡi rồi bắt đầu mới để có bầu hả? Dạ, tại vì lúc mà hai đứa con mới cưới thì ảnh bị bệnh. Bệnh gì? Lao phổi. Lao phổi. Con có hút thuốc. Con hút rất là nhiều luôn. Xong cái vợ con ở ý định ra là thôi em thấy anh ho quá, với lại em cũng muốn có em bé. Rồi sau đó là con bỏ thuốc luôn. Đến một ngày á là tự nhiên con ho nhiều quá. Rồi cô này con lén ho. Cô này có đi ra con phát hiện con thấy con ho ra máu luôn. Trời ơi. Là không được ngưng, không có nói gì nhiều. Sáng mai đi vô đi khám là bác sĩ chụp X quang xong bác sĩ nói lao phổi, lấy thuốc rồi vậy. Phổi bị mất hết bên. Lúc đó tốn tiền nhiều không? Dạ cũng nhiều. Dạ cũng nhiều. Rồi có khi nào phải bán hết mấy cái đồ tài sản? Thì cũng có vàng cưới thì cũng có lấy ra bán. Đợt đó một tay con chăm sóc cho chồng con. Dạ đúng rồi. Lúc đó con sợ lắm đúng không? Nói chung là cho tới bây giờ ảnh mỗi lần ảnh ho con vẫn sợ, con rất là ám ảnh luôn á. Tại vì con, chính con là cái người mà chăm sóc ảnh trong 6 tháng anh bị bệnh á. Và cô biết cái người mà bị lao phổi á, buổi tối mà mỗi buổi tối ảnh ho á, con sót dữ lắm. Mà tới bây giờ mà mỗi lần mà trở trời á mà ảnh ho lại á, cái miệng con thì hơi ổn, con chửi, nhưng mà thật sự cái tâm con thương lắm. Con rất là sợ. Thật sự là con nói với anh luôn á là mỗi lần anh ho là em ám ảnh. Con rất là sợ ảnh bị bệnh đó, con sợ ảnh bị cái gì lắm. Nhưng mà bây giờ là con đã hết hẳn chưa? Con hết hẳn hoàn toàn luôn rồi. Vậy là ho là do trở trời thôi. Dạ đúng rồi. Trở trời mà thì ai cũng ho. Dạ đúng rồi. Nhưng
Nhưng mà kiểu con bị ám ảnh á. Con nó bị lao phổi rồi là phải đặc biệt là không được coi như là hút thuốc nữa. Không, con bỏ luôn. Luôn. Khi có em bé gọi con bỏ luôn. Dạ. À, bây giờ ra rẻ lắm con, hồi đó hút thuốc muốn gần chết vậy. Bây giờ ra đường gặp người ta hút thuốc khó chịu. Khó chịu. Rồi sao ghét quá trời ghét, hồi đó hút gần chết kêu bỏ không bỏ nha. Bây giờ là có em bé rồi. Rồi coi như là đó là cái biến cố mà lớn nhất mà các con cũng đã vượt qua rồi. Thì đó, rõ ràng là các con thấy rồi đó. Phải lựa chọn đúng cái người mình yêu thương. Phải lựa chọn đúng những cái gì mà chúng ta đã quyết định lựa chọn. Thì rõ ràng sẽ mang đến cho cái hạnh phúc. Quá tuyệt, đúng. Chọn yêu thương là chọn hạnh phúc. Đó. Nhưng mà trong quá trình mà hai vợ chồng sống với nhau, những năm đầu tiên, cho tới bây giờ rồi đó, những tật xấu gì? Nhiều không con? Chà, nó lao nước mắt để bắt đầu kể đó. Lao nước mắt để kể từ xấu nè. Thôi á, nhường cho anh kể em trước á. Con kể không hết đâu, nhưng mà con tính sơ. Không hết đâu. Chắc đem đi cân ký chứ cũng được. Ở con á thì lúc mới cưới á, lúc mới quen á, vợ con nó hơi sân si nhẹ. Sân si nhẹ là sao chú thường hiểu không? Có nghĩa là đi ra đường ha. Hồi đó con cũng nhát lắm, con không dám nắm tay. Con mà dạng như muốn gờ gờ vô cái tay thôi là con giật thịt ra rồi, con không dám nắm luôn á. Xong nhưng mà đi ngang á cái vợ con thấy ui, hai đứa ôm nhau kìa. Ui, hai đứa nắm tay nhau kìa. Ui, không được đâu nghe. Cái gì ở công viên phải ở nhà đâu làm thấy ghê vậy. Là cưới rồi đúng không? Chưa. Hồi đó còn quen nhau. Rồi sau khi cưới rồi á, vòng tay ôm. Cái đầu lúc đó con ốm quá. Ôm gì không đủ thịt gì trơn vậy. Xong rồi cái tới khi con mập quá trời ôm gì mà ôm tụ cả hoài, ôm tụ cả hoài. Cái tới khi mà ôm mà cái dạng như con hơi lách người qua cái tụ á. Rồi sao không cho ôm hay gì? Ôm có chịu quá vậy. Trước khi quen thì nó ôm là cái gì ngại. Có nghĩa là trước khi quen thì rất là tế nhị trong cái vấn đề mà thể hiện tình giao cảm tiếp, giao tiếp và thể hiện tình cảm. Nhưng mà sau khi lấy rồi mà không như vậy là bị rầy á. Đúng rồi. Bị la chồng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao không thể hiện? Đúng không? Cũng cái vụ này mà ổng dám chia tay con á. Vậy hả? Tức là con nói chia tay mà ổng dám chứ không phải là ổng dám chia tay con là hai đứa con là từ lúc quen cho tới lúc cưới là chỉ duy nhất một lần nói chia tay thôi, mà lần đó ổng đồng ý nha. Là lý do là lý do con bán, lúc mà con về Hà Tiên thì con bán quán trà sữa lại. Con có một thằng bạn rất là thân, chơi với nhau kiểu 13 năm rồi. Thì hai đứa con kiểu như là anh em chứ không phải là dạng ấy nữa. Quen bồ mà bồ không cho nắm tay, mà thằng bạn con lại quán trà sữa, hai đứa con câu cổ giống như anh em vậy. Kiểu tức trong lòng á cô. Cái giống như là đợt đó thì con nhớ là ngày hôm trước bạn con lại quán, hai đứa con câu cổ giỡn nhau đó, là hôm sau hai con giận lộn, con đòi chia tay, ổng dám luôn con. Ổng chia tay đi. Xong cái con mới giật mình, con nói trời bữa nay gan dữ rồi. Đúng rồi, mà đó con sai rồi. Con sai rồi, chồng thì không cho người ta nắm tay mà bạn khác phái á thì là cho câu cổ. Vậy là con sai rồi. Từ gái chỗ dậy, từ gái lại. Từ ái chứ con ha. Lại ổng là trai thơ nữa, trai thơ nữa chưa có mối tình, thào cả ổng ghen, ổng có quyền ghen mà. Đâu đúng có, con mối tình rồi. Nhưng mà sau đó là ai làm lành? Con, tức là kiểu con thấy mình sai đúng không? Cũng không hẳn là thấy mình sai nữa, nhưng mà kiểu con là như nè. Ủa sao tự nhiên bữa nay nảy ghen ta? Ghen ta. Chia tay dám ta, tại vì bình thường con làm cái gì ổng cũng năn nỉ con hết trơn á. Nhưng mà kiểu mình cũng suy nghĩ là thật sự là cái người này là cái người mà mình trân trọng á, mình không có muốn mất cái mối tình này thôi. Nên thôi suy nghĩ là gửi quán trà sữa, mẹ nhìn quán giùm con một chút xíu, xin lỗi người ta mà cũng sợ quê chứ. Chui lên phòng, điện thoại nói chuyện. Thì lúc đầu điện thoại cũng không có xin lỗi đâu. Rồi bây giờ sao? Muốn sao? Làm gì muốn chia tay tôi? Rồi giờ sao? Kiểu con là vậy đó. Rồi xong cái con bắt chạy qua đây. Con biết là khi mà nổi con giận lên thì tầm 15-20 phút là nguôi rồi. Thì con bắt chạy qua bên nhà con, bây giờ nói là cái lúc yêu nhau á thì nói chuyện trước mặt nhau, thì chia tay đi qua đây nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện đi. Rồi con kêu chạy qua. Đình đá chạy quá. Chạy qua xong rồi nhìn mặt con là đâu muốn chia tay nữa. Con cũng đi xăng xăng ra. Con đi xăng xăng ra, vừa đậu xe đi xăng xăng ra kêu ngồi xuống. Cái con pha cho ly nước. Để ly nước trước mặt kêu uống nước đi. Vô rửa mặt cái rồi ra nói chuyện. Con vô rửa mặt xong rồi con uống nước đặng dằn ổng lại. Con biết mà, đặng con cho ổng dịu lại xong con đi ra. Đó, cái lúc quen nhau á, nói làm sao? Thì bây giờ chia tay gặp nhau nói y chang vậy đi, con đánh đá mà. Con kêu, đó bây giờ nói chia tay đi. Chứ ổng nói thôi anh hết nói rồi. Thôi để vài bữa đi, ổng mới kêu con là thôi để vài bữa đi. Rồi. Mà cũng không xin lỗi ông luôn. Không, đó là một tật xấu đó. Dạ. Lì. Lì, không bao giờ chịu nhận là mình sai. Đó là một cái tật xấu. Dạ đúng. Còn tật gì nữa con kể con nghe. Cũng liên quan tới vấn đề trai gái luôn, là hơi thù dai.
con nói con thù dai luôn. Dạ thù dai, mà vấn đề nó đơn giản một cách tới phức tạp luôn, là cái hồi đó là khi mà trong thời gian 2 năm mà con vợ con không yêu gặp nhau á, thì con có crush một cô bạn đó. Thì một cô bạn đó thì con cũng nhắn tin hỏi thăm, cũng điện thoại, rồi cũng lên Facebook comment cái kiểu, cũng gặp ngoài đời luôn, cũng đi ăn uống, nhưng không tới mức độ gọi là thân thiết quá, chỉ giao lưu với nhau thôi, quen biết thôi. Mà bây giờ mới nhắc hoài. Không những là nhắc hoài luôn chú. Mà người ta có cái sạp bán giày dép á. Anh vô mua đôi đi, chạy ngang anh vô mua đôi đi. Trời ơi, rút anh kìa, trời đi vô mua đôi ủng hộ ta đi. Một năm 365 ngày mà nếu như đi chợ còn khoảng 365 ngày thì nhắc cũng cỡ 300 ngày thôi. Cái đó là đủ luôn là rồi. Ghen, có nghĩa là bé này bị ghen. Vừa không bỏ, thù không dai bỏ. Mà lại vừa ghen tuông nữa thì thôi chết rồi. Thù dai thù dặt nữa. Con chưa đi chung xe luôn, con còn đi riêng xe và chưa bao giờ nắm tay luôn. Chưa bao giờ. Mà cứ nói hoài. Vậy mà nói hoài vậy đó. Nói hoài luôn. Ai không được. Kể cho người ta nghe. Trời ơi. Rồi sao nữa? Rồi có làm xiên, hay là làm biến? Dạ làm xiên lắm, ngoài. Đừng có tầng hắn để kể cho nghe. Vợ con ngủ ngon lắm. Vợ con ngủ mà tầm khoảng tới đâu ấy, 9 giờ sáng là thức rồi. Trời ơi ngủ. Dạ. Tại vì ngủ tới giờ ăn trưa luôn nha. Ngủ tới giờ ăn trưa luôn. Rồi lúc đầu á là tại vì vợ con làm công việc bán hàng online, livestream thì hay livestream buổi tối để có lượng khách hàng người ta nghỉ ngơi, người ta theo dõi nhiều hơn. Cho nên là nhiều khi sáng thức trễ quá. Cái lúc mới cưới thì mẹ con cũng nhận đấy. Nói mày nhắc vợ mày đi để mốt vợ mày thức sớm xíu phụ thì coi sao, nhưng mà nói chung là mẹ con cũng bà cũng biết suy nghĩ, sợ mất công mình nói thẳng mặt cho con dâu thì nó buồn, cho nên thông qua con, rồi con sẽ thông qua vợ con, cái con nói vậy thôi, cái con thấy vậy con cũng nói ừ, con nói với mẹ con là để con nói với vợ con. Nhưng mà sau đó là chuyện như vậy xảy ra nè, vợ con vẫn ngủ, đồ đã phơi, nhà đã quét, nhà đã lau, cơm đã nấu, mẹ con về là không có gì xảy ra chứ, dọn dẹp xong hết trơn luôn. Có nghĩa là thay vì con nói với mẹ con, ừ con nói với vợ con rồi, con để cho con vợ con ngủ tới 9 giờ luôn. Con mẹ, làm hết. Con làm hết. Con làm hết luôn, để khỏi mất công dĩ hòa dĩ quý, mình tốn một chút sức thôi mà cả mẹ cả vợ đều ok. Có một lần bị mẹ bắt gặp nửa đêm, tại vì thường là đi bán trà sữa tối mới về. Thì tối về thì đồ ăn hay con sức cảm ơn về á, tại vì cơm là mẹ nấu sẵn, ổng đem qua quán cho con. Xong cái ổng lủi thủi hôm đó là tối rồi, mà sáng ngày mai anh phải đi trực sớm là 6 giờ. Thì ảnh lụi cụi ảnh rửa chén. Cái bình thường mẹ ngủ say lắm, tối đó mẹ đi ra đi toilet mẹ thấy, nói rồi con Trinh đâu không rửa, nhưng mà mẹ không có la hỏi không rửa. Thì ảnh mới nói là bữa nay mệt cho ngủ. Thì sáng mai mẹ chồng con mới nói là nếu mà rửa không được thì thôi nói mẹ rửa chứ đừng có để Lê rửa, sáng Lê còn đi làm. Thì bắt đầu từ ngày hôm đó là con làm luôn. Là con làm luôn. Hôm nay là mẹ coi là mẹ biết hết luôn á. Mấy cái vụ mà lén là anh đây là khui ra hết trơn hết trọi rồi. Mấy này nó cũng nhẹ dạ quá ha. Con cũng có em chồng cũng được. Nói chung là buổi chiều nào mà con làm biến không rửa thì ổng đi vô bếp rửa, mà 4 giờ chiều là ba mẹ chồng đi làm về. Cho nên là 3 giờ mấy không mới đi ra rửa. Mà lúc nào mà ổng rửa trong cái con trong phòng con bán đồ á, thì em chồng con nó nằm võng ngoài, nó nghe tiếng xe ba mẹ về cái bắt đầu nó ho. Là bắt đầu con tung cửa phòng con chạy ra phóng vô rửa vào rửa rồi vậy. Bữa nay thằng em chồng dính luôn đó đó, về là ba mẹ biết hết luôn, là về là hợp gia đình á. Rồi mà bây giờ con đã rửa rồi đúng không? Bây giờ con làm rồi, bây giờ ngon lành rồi, bây giờ còn muốn vợ thay đổi gì nữa? Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Con mong muốn vợ thay đổi điều gì hả? Nhất là vợ thay đổi là nói chung là công việc nhà thì là vậy nè, cái công việc làm của mẹ con là từ khi đi làm là giấc sáng cho tới giấc chiều 4 giờ là về rồi. Thì con ý muốn vợ con á là em không cần làm gì nhiều, chỉ cần sáng cố gắng thức sớm đi, còn cái khoảng giữa trưa đó em có nghỉ ngơi đó, còn phần còn lại để em lo. Có nghĩa là trong thời gian thức sớm á là nhà cửa lau quét dọn sơ, rồi chỉ cần nấu phần cơm và phơi một ít đồ thôi, để cho mẹ thấy em có cái gọi là dạng như cố gắng thay đổi chút. Sau khi giấc chiều là cũng vậy, còn đến thời gian khi mẹ đi làm giữa trưa á, nếu thời gian đó em có mệt anh sẽ thay em làm tất cả mọi thứ. Đó là cái sự... rồi mẹ nghe luôn, mẹ nghe đó. Có nghĩa là mẹ nghe luôn rồi, là mẹ sẽ thay đổi cái giờ đi về. Đúng rồi đó. Về mẹ về bất tử. Vậy. Không đó, nói vậy là nói chung bây giờ vợ nó cũng đã thay đổi rồi. Thành ra là thôi con cố gắng đi hỗ trợ, bây giờ cứ sòng phẳng ra thôi. Em làm gì anh làm gì, ví dụ vậy thì giờ cứ cái việc của con làm cho nó xong. Còn ví dụ như con làm xong rồi mà con thấy tội chồng con quá thì con làm chàng.
đó. Còn nếu mà con mệt quá con chàng không nổi thì chuyện của chồng để chồng làm, đúng không? Chứ đâu cần phải là lén lén là làm trước mặt mẹ rồi xong rồi là khi mà mẹ đi làm rồi bắt đầu xả ra đó rồi để chồng làm chi vậy. Tụi nó giỡn đó mẹ ơi, mẹ mẹ đừng có tin nha, tụi nó giỡn chứ vợ chồng nó hòa thuận, biết làm ăn biết chia công việc đã làm lắm chứ không phải là chồng, không phải con trai mẹ làm hết đâu nha mẹ. Đó. Thật ra cái gì nó cứ thẳng thắn với nhau hết, không có gì cả. Người lớn người ta sẽ thông cảm. Sẵn rồi nói xấu luôn đi. Sẵn rồi kể luôn. Con tới con á, Ngọc Trinh. Sẵn để cho mẹ hiểu, cho mẹ hiểu là không phải là mình con vậy mà chồng con cũng có nhiều tật xấu, ví dụ kể cho mẹ nghe. Hay quên. Nói chung là kiểu đó, đi du lịch á. Nhớ hồi đợt có bầu thì nhiều khi ở nhà nấu cơm á, có bầu mà cô cá này kia ăn không được á, nhờ đi làm về nhớ ghé mua kem nha. Đi làm về chạy cái te về nhà, nhưng mà ý là mình biết ổng hay quên rồi. 1:45 ổng tăng ca là 1:30 mình nhắc. 1:40 nhắc cái nữa, 1:42 nhắc cái nữa, 1:50 về tới nhà không có đồ ăn em đâu, quên thôi để anh đi mua. Rồi ngày hôm sau cũng y chang vậy nữa, lặp lại y chang vậy. Ê, có nào ổng hết tiền không? Không, con biết túi tiền ổng nhiêu con biết hết trơn á chú. Tại vì trước khi con nhờ mua đồ là con hỏi liền trong túi có tiền không. Là con hỏi liền. Tại vì con là hay kiểm tra tối đi làm là con mở bóp ra hết tiền là nhét tiền vô à. Như vậy là cái đó không phải là quên bình thường mà đó là vô tâm á em. Cái là vô tâm, không có để tâm á thì mới quên. Kiểu là không có để tâm á. Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là cũng nồi nào ướp dung đó rồi cô ơi. Nấu cơm không bấm nút thì đây thì cũng nấu trà không có bỏ trà. Bữa đó nấu cơm cái mẹ chuyên gia, hai đứa con là chuyên gia nấu cơm không bao giờ bấm nút. Mẹ nói chết rồi cái nồi cơm nó sình luôn rồi Trinh ơi. Thì cũng vậy đó. Cái bữa con hay mét mẹ, ổng hay quên, mẹ con nói gì ổng cũng quên chứ mẹ chồng con nói thôi mẹ đừng có nói nó nồi nào úp dung đó. Mới mét bữa trước, bữa sau nấu trà, châm bình trà vô tới giờ pha trà uống. Cái mình còn đi ra hỏi ngược mẹ nữa. Mẹ bữa nay trà sao mà nó trắng tươi mẹ? Tức là chỉ nấu nước sôi rồi đổ vô trà, không có trà. Không có bỏ trà. Thôi mẹ sao bữa nay cái trà nó trắng tươi vậy? Đó là đi về hỏi. Con kể tật xấu của chồng con mà lòi ra thêm tật xấu của con. Thì con kể tiếp chồng con còn tật xấu to nữa. Lắm. Ngáy tội ngáy là thôi rồi. Tức là hôm nào đi làm á thì con đi làm về con biết mệt á, là nó thôi không có cần phụ em livestream. Chỉ cần là con thì nó cũng dễ ngủ. Ổng nằm bên, con nằm bên, con thì nằm chính giữa cho nên con hay đi ra đi vô. Thì con livestream thì hai cha con ngủ làm sao cũng được. Em livestream đi, em để anh ngủ cho. Bán hàng. Online đúng không? Bán đêm hả? Dạ đúng rồi. Đó. Con ngồi con live mà ổng ngáy ha, mấy trên livestream ta nói chị ơi, chị nói lớn đi em nghe tiếng ngáy không à. Con đi làm mệt con không có kiểm soát được cái cơn của mình. Thôi bây giờ cái chuyện ngáy đó giờ nó cũng thể nào tự nó sửa được đâu con. Đúng rồi, cái đó là rồi, không muốn. Đó cho nên giờ con kể thêm một cái tật mới nào nữa mà là con có thể bắt chồng con sửa được á. Hơi cọc tính đó con. Kiểu đó, như là cái đó phải nhưng sửa mà đó. Một phần là con biết là cái đó là cũng do con trước đó, con hay ức chế ảnh quá. Cho cũng nên do là, con không á. Đó, cho nên là thôi bây giờ nếu mà giảm được thì giảm, tại vì con cũng không có mong muốn là chồng có ghen chồng con thay đổi gì hết. Có ghen ngầm á cô, ghen ngầm á miệng thì nó ui anh không có ghen đâu, ui anh không có ghen nhưng đâu. Mà sao con biết là ghen ngầm? Để ý đi, có thằng nào nhắn tin cho con là bữa đó nguyên ngày chồng con tươi lắm, vui vẻ lắm, tươi lắm, đập đồ đập đạc là làm cái gì là gầm là con biết rồi. Ok, nhưng mà cọc tính chồng con thì dạo này hơi bị cọc tính. Vậy là bây giờ con muốn chồng con thay đổi cái gì? Nói chung là bớt thôi, bớt tính cọc lại, nhưng mà tại vì con nghĩ là mong muốn người ta thay đổi á, là kiểu mình mong cầu người ta quá nhiều mà người ta không có đáp ứng được á, thì đâm ra bản thân mình cảm thấy hụt hẫng, cho nên con cảm thấy là chồng con như vậy là được rồi. Tại vì thật sự á, ở bên ngoài mọi người có thể nhìn con mạnh mẽ, hoặc là nhìn con qua app thì nhìn Trinh dễ thương, hay là Trinh mạnh mẽ, hay là Trinh rất là giỏi, nhưng mà cái người mà nhìn thấy con yếu đuối nhất, con xấu nhất thì là gì, là cũng là chồng con chứ. Mọi người có thể nhìn thấy con là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mà không có. Tắm con từ lúc con đi sanh, con sanh ra tới giờ là tắm con thay tả, là cho con ngủ, hay là chăm con là một tay chồng con không? Tay chồng con. Có nghĩa là như vậy là con mình muốn là chồng con cứ như thế này. Và nếu như anh có thể bỏ được chút xíu nóng tính thì anh sẽ hoàn hảo hơn. Đó là đáng yêu ghê không đó. Thôi không cần, nếu mà anh không bỏ cũng được đi, nhưng mà nếu anh bỏ thì anh sẽ tuyệt vời hơn. Đúng không con? Con nghe nói vậy thì con trong đầu con nghĩ gì?
bỏ cho rồi chứ nóng chi nữa đúng không? Dạ, ừ. Con cố gắng khắc phục, cũng hứa với vợ là sau này những cái lời nói trước khi nói ra mình sẽ suy nghĩ trước và sẽ tiết chế những cái khi mà mình nóng để không xảy ra những cái biến cố hay là những cái gì đó nó phải bữa đó đập móp cái cửa được. Luôn cô, bữa đó đập móp cái cửa luôn, lấy cái móp đập móp cái cửa luôn. Cái mẹ chồng con đi về, mẹ chồng con hỏi là cười cái cửa sao móp gì kinh, cái con mới giả bộ nói là con không biết, hình như anh lên anh té vô cái cửa. Mẹ con nói cái cửa này mà làm gì mà té vô mà nó móp dữ vậy, cái con mới nói là con đâu biết. Con đâu biết đâu, con nằm trong phòng con ngủ. Bữa nay mẹ biết luôn rồi. Con mẹ nằm trong phòng con ngủ, con nghe cái gầm là đi ra cái cửa nó móp rồi, con đâu dám nói đâu. Sao mà quan điểm của con là gì nè, con có thể là đập cái này hay là con đập cái kia, đừng có nói kiểu như là mày phá hoại không có, nhưng con không bao giờ con đánh phụ nữ. Nhưng mà, con sai, có nghĩa là gì nè, con biết sao không, cái chuyện đánh phụ nữ là tuyệt đối không bao giờ được đánh rồi. Nhưng cái vấn đề mà con tự làm đau mình á, cái đó nếu mà nói về người vợ á, xót gấp trăm gấp ngàn lần là chẳng thà ông quýnh tôi còn hơn ông để bản thân ông đau đớn. Cái đó nói thiệt. Cho nên bỏ đi, cái đó là cô khuyên là bỏ đi. Vợ con nói là có thể anh bỏ được thì tốt, nhưng đối với cô con bỏ tiệt cái đó đi. Trời ơi, em ơi, nhìn chồng mình mà tôi lấy cái tay giọng cái hồ nó chày ở đây nè. Cô ơi, lấy rồi cây móc nó đập chứ nó có lấy tay đập thì đó, ví dụ vậy đó. Cái đó xót của, mà xót chồng luôn. Thật ra như thế này, đúng ra là chú cũng muốn là con chia sẻ về cái tình cảm của con dành cho chồng con, nhưng mà thật ra hồi nãy đó khi mà con nói về chồng con, nhìn thấy được những cái xấu rồi, những cái mà phụ con chia sẻ công việc rồi chăm con đó, nó đủ rồi. Và chú nghĩ là sau chương trình này về, mỗi lần mà hai vợ chồng mà nhiều khi mà nóng nảy hay là muốn có một cái sự là cãi vã nhau thì cứ xem lại cái số này và xem lại cái số mà con vừa nói. Nói chung là hai vợ chồng con rất là ít khi cãi nhau hoặc là giận nhau, mà có giận nhau đi chăng nữa thì tầm 5 phút là hết rồi. Cái lần giận nhau dài nhất chắc được 30 phút rồi. Rồi riêng bữa nay tham gia xong về là chắc là giận nhau chắc còn phút hoặc mấy giây thôi, hoặc là không giận luôn nha. Từ lúc cưới cho tới bây giờ luôn á là vẫn giống như là ngày ban đầu mới cưới, là tại vì con là con tập luôn từ lúc mới cưới, trước khi đi ngủ hôn cái, đi làm về hôn vợ một cái, trước khi đi làm hôn vợ một cái, nói chung là lúc nào cũng phải hôn vợ. Rồi chú mong cho cái hành động này nó sẽ diễn ra liên tục cho đến già, cho đến răng long đầu trọc lóc luôn. Rồi. Ok, cảm ơn tụi con đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son nha. Rồi quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn. Không biết chị Vân có giống em không? Hai vợ chồng cái mặt nữa. Cái mặt giống nhau. Mặt gì mà giống như vậy? Thôi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, con chào chú Quốc Thuận. Con chào cô Hồng Vân ạ. Con giới thiệu là con tên là Lâm Duy Tùng. Con năm nay 32 tuổi, con đến từ thành phố Sơn La. Con đang làm nghề kinh doanh ạ. Hai mời. Con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh. Con năm nay con 30 tuổi ạ. Con đến từ thành phố Sơn La. Nghề nghiệp của con là làm cùng với chồng là kinh doanh ạ. Hai đứa con kinh doanh gì ạ? Bọn con là kinh doanh ngành thời trang nam và trẻ em ạ. Sơn La bây giờ là đang nóng hay lạnh? Đang lạnh ạ. Mà vô đây là nóng. Đúng rồi ạ. Sốc nhiệt không? Đó, bọn con mặc quần áo mùa đông lạnh toát hết mồ hôi. Con mặc bộ quần áo dài. Ai cũng nhìn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi, cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nó như thế nào? Lần đầu tiên con gặp chồng con là khi đấy con đang đi học, bạn con ở cùng lớp, có nghĩa là bạn con là rảnh lớp xong mấy? Rồi học đại học ạ. Xong rồi bạn con đi học thuê cho một bạn khác. Thế là bạn con dẫn con đi, hay là con thấy anh này anh ấy nhìn rất là đẹp trai, hay là con về con tìm Facebook con kết bạn, tại vì hồi đấy là con rất thích những bạn đẹp trai ấy. Con kết bạn với bạn đấy. Ngày đấy con up status, con bảo là buồn quá, có ai chúc mừng chúc con ngủ ngon không. Ngày đấy thì kiểu hay thả thính ý cô. Thế là anh này anh và anh nhắn tin, anh bảo là có anh đây, thì là anh cho số điện thoại. Thế là bọn con nói chuyện với nhau. Thế là con bảo là anh này đúng là cái tầm ngắm của con ngày xưa con đã từng gặp ở trên lớp học. Rồi còn con thì sao, khi mà con gặp bạn này á, con có cái cảm xúc giống như là bạn này đối với con không? Thật ra là con tìm ở trên Facebook thôi. Kiểu buổi tối là rảnh mà, thế là xem có các cô nào trên Facebook xinh không thì mình thả thính. Cô này cô thả thính hai rừng chúc mình ngủ ngon. Đúng rồi, thế là con mới để số điện thoại lại. Khoảng tầm 10 giờ tối thì cô này cô nhắn tin cho con, chúc anh ngủ ngon. Con mới xem ảnh, lúc đầu con chưa xem ảnh đâu, nên con thấy cô này xinh nhờ.
xinh kiểu hiền ấy chú, ngày xưa không trang điểm, kiểu bây giờ vợ con ở nhà bán hàng bình thường không bao giờ trang điểm. Hồi đấy con phim của Uzubio ấy cô, tóc xoăn giống y như thế, ngày đấy con ấn tượng với bạn này cực kỳ luôn. Con cứ kể với cái bạn mà đi học cùng con ấy là ui xinh, anh này đẹp trai thế nhở, giống thế nhở. Thế là con mới tìm Facebook, thế là con mới khi mà anh ấy comment là con đã biết chắc đây là cái anh ngày xưa con đã gặp. Như vậy là lần đầu tiên khi mà gặp á là chỉ có con ấn tượng với ảnh thôi, chứ còn ảnh chưa có ấn tượng chưa với con. Con chưa biết với con luôn. Đấy, ngày đấy con đang đi học có cả bạn người yêu đi cùng. Mà gặp nhau ở ngoài thì có thấy bất ngờ vì đẹp hơn ở trong hình hay không? Con nói chuyện qua lại được tầm 2 tuần thì là con rủ đi chơi, đi công viên chơi thì bảo ôi công nhận bạn này ở ngoài xinh, cao gần to luôn đấy, xinh kiểu mộc mạc đơn giản luôn đấy chú ạ. Còn con thì sao, gặp ảnh ở ngoài đời con thì sao? Hồi đấy là mùa đông con gặp anh này, anh ấy béo, anh mặc cái áo phao béo ấy cô, nhìn rất là béo, nhìn rất là đẹp trai. Hôm ấy là gặp vào mùa hè, phải tầm nửa năm sau mới gặp vào mùa hè, anh mặc kéo sơ mi nhìn anh gầy thế, sao con bảo nghĩ trong đầu sao anh này gầy thế, nhưng mặt thì vẫn rất là đẹp trai. Thế thì nó có gặp những cái trục trặc chia tay chia chân gì không? Có ạ, con đang học ở dưới đấy, bạn này thì học xong rồi, học xong rồi đấy là về Sơn La làm việc. Bạn bảo là thôi bây giờ xa như thế này là chắc là không đến được với nhau. Nhưng mà ở Hà Nội với Sơn La thì rất là xa rồi đấy ạ. Thế là bạn này chia tay con, thế là chia tay trong vòng 17 ngày. Con đã quên đi được rồi, có nghĩa là con cũng rất là buồn. Thế bạn ấy lại quay lại với con. Ủa tại sao vậy? Mới chia tay được khoảng tầm 1 tuần thì con đi xuống Hà Nội, đi qua chỗ nhà bạn ấy thì con thấy nhớ quá. Thế là con lại phải chủ động nhắn tin lại. Mới 17 ngày. Ông tự chủ động nói chia tay với người ta, xong ông tự chủ động quen lại. Trong cái quá trình 17 ngày đấy thì bạn ấy về Sơn La thì bạn cũng quen với bạn khác. Có nghĩa là con khi mà đang yêu nhau ấy, con thấy bạn ấy thả thính một bạn khác trên Facebook. Con nghĩ trong đầu là sau này khi mà không yêu con nữa thì sẽ yêu bạn đấy. Mà đúng là như thế. Y chang như rằng. Nhưng mà chỉ quen được 17 ngày thôi. Thật ra là con thì không quay lại đâu. Tại vì con biết tất cả là kiểu chia tay xong rồi mới chia tay đã quen bạn khác ấy. Con cũng rất là buồn ấy. Nhưng mà bạn ấy nhắn tin nhiều quá, xong rồi bạn ấy bảo là thế này thế kia ấy là... Thế mà con lại quay lại. Nối lại. Tụi con phải có một cái niềm tin dành cho nhau, phải nó rất là mạnh. Vâng. Nhưng mà rồi sau khi lấy chồng rồi thì con theo chồng về Sơn La. Vâng ạ. Cái cảm giác con lúc đầu tiên khi mà xa nhà rồi theo chồng về Sơn La như vậy thì như thế nào? Vợ con thì hay khóc á, kiểu yếu đuối, nhìn mạnh mẽ thôi nhưng mà yếu đuối á. Về nhà thời gian đầu thì chưa thích nghi được với môi trường, gọi khóc là hoài. Không có bố mẹ bên cạnh, không có anh chị, một mình, một thân một mình thì ở trên đấy đôi khi cũng cô đơn thì quay lại khóc. Có đợt còn đòi bỏ con cơ. Là con mới gọi điện cho bà ngoại. Con bảo mẹ ơi, oanh đòi chia tay con mà con không biết lý do gì mà chia tay con. Thế là bà mới khuyên bảo là thôi bây giờ đi lấy chồng xa như thế thì do quyết định là do của mình, có như nào thì cũng phải chịu. Nhưng mà con sao vậy con, lúc đó con bị gì? Ngày đấy là kiểu như con đang ở dưới nó quen ấy, có bạn bè, có bố mẹ quen. Tự nhiên lên lấy chồng xa, không có ai, không có bạn bè gì cả. Tại vì không có nghề nghiệp quá, có nghĩa là mình đang làm ở dưới, mình đang có công việc làm. Mình cứ ở nhà thôi, xong mình đi theo chồng. Chúng rất là buồn đấy cô. Thế là cảm giác như kiểu stress đấy cô ạ. Xong lại kiểu như là chưa có bầu. Có nghĩa cưới nhau về mà mấy tháng không thấy có bầu thì cũng rất là kiểu áp lực stress đấy. Stress nữa. Vâng, kiểu stress luôn. Chồng rất là tốt, chồng thì cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ là thôi không ở, nó về dưới kia ở thôi các thứ. Vâng. Nhưng mà sau đó là mẹ con gọi điện, mẹ con khuyên bảo là bây giờ là lấy chồng về là phải như thế này thế kia. Thì là con tự nhiên con thấy là nó người nó phấn chấn lên, là lại bình thường, nó lại bình thường trở lại. Bao lâu thì mới có em bé? Phải tầm 6-7 tháng mới có em bé. Khi có em bé thì phản ứng của hai chồng như thế nào? Cả đêm không ngủ được luôn. Có nghĩa là mãi không thấy có em bé, rất là lo quá. Thế là hai vợ chồng ngày hôm đấy tự nhiên là thấy có em bé. Thế là bảo ui chồng ơi có em bé rồi. Chồng đang ngủ rất là say, có nghĩa tầm 1-2 giờ sáng ấy cô. Gọi dậy ra chồng ấy có em bé rồi, đưa cho cái que, quay thử thai cô. Sướng quá, không thể nào ngủ được, hai vợ chồng ôm nhau cười, có nghĩa là chúc mừng. Có nghĩa là mình yêu nhau lâu xong rồi bây giờ mình có em bé rất là vui đấy ạ. Cực kỳ vui luôn. Con trai hay con gái vậy con? Con có hai em bé gái á. Như vậy là nhờ có em bé mà đã giải được cho con cái đúng chuyện mà bị buồn, bị stress rồi nó những cái suy nghĩ nó tiêu cực trong đầu. Đúng không? Vâng ạ. Phải cảm ơn bạn gái lớn đó. Với bé đầu tiên á thì là mọi thứ suôn sẻ tốt. Không ạ, bé đầu tiên là ngày đấy con sinh con nghĩ là con không qua khỏi cơ. Con á, vâng.
Sao vậy? Lúc nào cũng chỉ mong là để em bé ra để chăm, tại vì không có việc gì làm đấy ạ. Ngày đấy con lấy chồng xong con chưa làm gì. Thế là hôm ấy con đi khám nhưng mà có nghe chưa đến ngày đẻ, kiểu họ kiểm tra thì là họ bị vỡ ối. Khi con nằm lên bàn đẻ, không thể nào con đẻ được. Khi mà nằm lên bàn đẻ thì nó đang ở giữa ranh giới là bắt buộc phải đẻ thường, không thể mổ nổi ạ. Nó đang nằm trước tử cung đấy ạ. Bao nhiêu bác sĩ vào không thể nào đẻ được. Có nghĩa là con không có cơn đẻ luôn, con không cảm giác đau đẻ ạ. Con không có sức nữa, thì con gọi chồng con bảo là bác sĩ ơi, chỗ cháu gặp chồng cháu một lần. Thì con có nghĩa là con nghĩ là không thể qua khỏi nữa. Mẹ con còn phải, mẹ chồng con ấy còn phải đi bộ từ bệnh viện phải tầm 10 cây về nhà để thắp hương xin các cụ là hỗ cho bé đẻ được ấy. Thì rất là khó đẻ luôn. Con nghĩ trong đầu là không thể đẻ được nữa. Con gọi chồng con vào, hay là chồng con cầm tay con. Con bảo là vợ ơi cố lên, nếu mà không đẻ được thì không biết làm thế nào. Nghĩ là con nghĩ là sẽ không qua khỏi nghèo đấy. Sau đó chồng con trộn con uống một cốc nước cam. Chồng con bảo là vợ ơi cố lên, phải đẻ được. Thế là con nghĩ trong đầu con bảo phải đẻ được, không thể đi được. Thế là con đẻ được đó. Bây giờ con nghĩ lại thì con có cảm giác như thế nào? Con thấy thương vợ. Biết là lúc đấy là cũng vợ khó đẻ mà xong là thấy nhẹ người đó. Thấy em bé ra mà lúc đầu em bé ra còn sợ không, là ngại. Không có hiện tượng gì là của khóc hoặc là thở luôn đấy ạ. Có nghĩa là không có hiện tượng gì luôn ạ. Nằm một lúc sau bắt đầu mới có hiện tượng ạ. Đứa đầu thì có bầu thì rất là mừng, vui. Nhưng đứa sau thì rất là buồn ạ. Tại vì là mới có bầu được, mới cai sữa được 16 tháng, cho bạn đấy được 16 tháng. Thì con lại bị viêm họng ạ. Con thường xuyên bị viêm họng, thời tiết ngoài sữa là nó rất là lạnh luôn. Con bị xoang hay là viêm họng, con uống rất là nhiều kháng sinh luôn. Thế là con có bầu nhưng con không biết. Con đi khám thai ấy, người khác bước ra người ta khóc bởi vì không có con, tại vì không có bầu. Còn mình cũng khóc là bởi vì mình có bầu. Khi bác sĩ siêu âm bầu của mình lên màn hình ấy, tim mình đã đập thình thịch rồi đấy ạ. Khóc và con bé con kể với mẹ chồng con là mẹ ơi chết rồi, bây giờ con có bầu thì làm thế nào. Thì mẹ chồng con lại bảo là sao lại chết, có bầu con phải vui chứ. Lúc đấy có hai vợ chồng con là quyết định là bỏ em bé. Nhưng mà khi mà lên làm thủ tục xong ấy, xác định là nằm lên để bỏ rồi ạ. Con lại quay mắt về, con không bỏ nữa. Và trong cái quá trình một năm đấy là con không làm gì cả. Con chỉ chăm em bé đầu và em bé thứ hai. Nhưng mà may mắn là em ấy không bị làm sao hết ạ. Quá luôn sao hết. Thực sự. Vâng. Nên lâu lâu mà tụi con có thấy là có người tính ngồi ngẫm nghĩ nó đúng, mình chọn lựa nhau như thế này á là đúng, là chọn lựa đúng, đúng không? Vâng, lựa chọn đó, đúng. Chọn lựa đúng hạnh phúc của mình. Chọn yêu thương là chọn hạnh phúc. Đó, đúng rồi. Hay quá. Thôi bây giờ sau cái đó rồi thì mình vẫn phải đến cái phần gọi là phải kể những cái gì mà chưa hoàn thiện về nhau nè. Vâng. Con thì bừa bộn lắm chú ạ. Đó, mau kể đi Tùng. Đấy, bừa bộn. Ủa nhưng mà bây giờ là cô ấy là vừa chăm con vừa làm phụ con đúng không? Chủ yếu bây giờ là con chăm. Đó. Con chăm hết. Con chăm hết. Tại vì con gái con nó lại không thích mẹ chăm. À. Nó lại chỉ thích bố chăm thôi ạ. Ủa nhưng mà đứa lớn bao nhiêu tuổi? 5 tuổi ạ. À. Đứa bé thì 3 tuổi ạ. Rồi, nhưng mà chưa hề thích mẹ. Nó còn theo em tới 5 năm nữa em. Thân với em bố ơi. Vâng. Vâng. Rồi sao nào? Bừa bộn. Đâu còn kể cái chi tiết bừa bộn nó như thế nào, chú chưa có hình dung. Đây chú nhá. Bừa bộn là quét nhà là thỉnh thoảng một năm chắc quét được 2 lần ở trên phòng ngủ ấy mà quét là chỉ quét ở qua loa thôi, quét khều khều thôi. Chứ còn ở trong góc là vẫn bẩn nguyên. Lên sau là đó con, là ai là quét? Con, à. Con là cả năm là con quét nhà quét dọn. Còn là tức vợ là con 365 ngày thì con quét là 363 ngày. Đúng rồi ạ. Còn 2 ngày kia là vợ con. Những quét. Cái lúc mà con càm ràm con bảo là vợ đã lười quét dọn rồi mà còn bừa bộn nữa thì là ngày hôm sau là vợ con lại lóc cóc đi quét nhà lều khều một tí thôi. Mà quét trước mặt mình á. Vâng. Có dằn mặt đó đúng không? Vâng. À. Buổi sáng là đi về một bộ tập yoga. Vứt ở cuối giường. Trưa bán hàng xong lại một bộ váy lại vứt hết ở cuối giường, đầy ở cuối giường lại vứt ở đầu giường. Ai là người gom những cái bộ đồ đó đi giặt? Lại con. Bây giờ lại còn có hai em bé là phụ. Phụ với bố. Vâng. Ba bố con thân thấy nhau bố, mà. Thấy bố quét dọn nó lại ra bảo thấy con làm cùng bố. Thương ha. Bé tâm lý dễ sợ. Bé 5 tuổi đó. Nhất là bé lớn á. Vâng ạ. Vâng. Rồi sao có hay con, quát còn tật gì nữa? Còn tật gì nữa nè? Bừa bộ. Rồi còn gì nữa? Đi chợ là mua thức ăn bao giờ cũng thừa thãi. Mua là phòng có nghĩa là nhà con thì cũng bố con mất lâu rồi mà chỉ có bà thôi. Có mẹ. Có mẹ
hai vợ chồng với cả hai em bé. Nhưng mà đi mua đồ ăn lúc nào cũng chỉ sợ thiếu. Cho 10 người ăn. Nhưng mà về mua ăn lúc nào cũng thừa. Và thì ai là người ăn cái phần thừa đó? 5 người ăn thì cô ấy mua 10 người ăn. Thì bây giờ sao? Cái phần thừa thì làm phần sao? Phần thừa thì bà lại phải cố. Bà lúc nào cũng bảo là khổ bọn mày bà. Mua đồ như này thì mẹ lại phải ăn cố. Mẹ lại phải béo. Đi tập thể dục bao nhiêu thì mẹ lại phải tập tiếp. Rồi sao ở nhà có khó đó. Cô giữ không? Có giữ không? Có chú ạ. Có hèn quát, hiếp con không? Quát chồng quát con. Quát chồng quát con. Em ơi nhìn xinh này, hiền này, cái nét rất hiền. Không hiền như cô tiên ý. Ừ. Quát chồng quát con. Con cái đứa thứ hai nhà con thì nó thích hát. Nhưng mà vợ con thì đến khoảng tầm hơn 10 giờ muốn buồn ngủ rồi thì là đứa thứ hai nhà con được 3 tuổi nó hay những hát bài thiếu nhi nhưng mà vợ con thôi đừng có hát nữa để mẹ ngủ. Quát mà đến lỗi mà con nằm cùng con giật hết cả mình con là... tim đập thình thịch luôn rồi. Con thích hát mà mẹ thì thích quát. Và... đến giờ đi ngủ rồi, đến giờ phải ngủ chứ. Có khi nào mà chơi chiêu không? Quát con như thế để con nó không thân với mình, để nó con nó thân với bố. Thế là bố lo hết. Bố đúng rồi đấy, đúng rồi. Chơi mà... chiêu đấy con ạ. Đi ngủ là đứa thứ hai nó cũng thích làm mẹ đấy, nhưng mà mẹ thích làm một mình, thế là toàn đuổi. Toàn quát thôi, toàn cứ quát. Giả vờ giả vịt quát trước khi vâng, ngủ. Vâng, đúng rồi. Để... thế là con một mình, một mỗi gắn đứa một hai tay. Đứa luôn. Hai đứa, mỗi đứa một bên. Đấy. Lại còn hay sờ ti bố nữa. Tại vì cháu nó không được ngủ gần mẹ mà, thì đâu phải chịu thôi. Thế giờ con mong vợ con thay đổi điều gì nào? Thực ra thì quát tí cho vui cửa vui nhà thôi, chứ còn hai vợ chồng con thì cũng hợp nhau ấy. Thì cũng bây giờ cuộc sống nó cứ êm đềm như thế thì à. Không cần phải thay đổi gì cả. Là con cảm thấy là những cái điều đó là không cần phải thay đổi. Vâng. Ôi hay mà. Cái mặt gì sao mà không sống là êm đềm hạnh phúc với nhau được. Mặt y chang mặt luôn. Y chang nhau. Nó phu thê đến cái mức mà gọi là khó sanh như vậy mà ông bà cũng khiến cho sanh cho ngon lành. Vâng. Rồi uống một đống thụ sinh như vậy mà vâng. Cuối cùng con vâng. Vẫn bình thường. Thông minh lắm hai đứa. Một đứa thì đứa đầu nhà con thì thích nhảy á. Những cái chương trình chẳng hạn là biểu diễn người mẫu hay là người mẫu nhí ấy. Tham gia luôn. Tham gia mà đúng rồi, nó giống giải bố giống mẹ là lần nào cũng được giải được giải nhất. Thế tốt rồi. Bây giờ tới con đó. Con thì thật ra là chồng con thì có một điểm con chê là đánh điện tử. Có nghĩa là không chơi phải game. Là không phải không chơi game mà không phải lúc nào cũng đánh, mà chẳng hạn là đang vào trận mà có khách đến rất là đông thì con chẳng hạn con gọi là chồng ơi đứng dậy bán hàng một tí thì để bảo là đang vào trận rồi không ra được. Lúc như thế là con rất là bực. Có nhưng một con, lần nhưng mà con nghỉ chơi hơn một tuần nay rồi. À, nghỉ luôn rồi. Vâng. Mới được một tuần thôi. Thôi bây giờ không, bây giờ là con nghỉ luôn rồi. Rồi thì bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện bây cháu, giờ. Cháu cai được một tuần rồi. Còn tiếp đâu nào? Còn bực sao? Hôm đấy là con đang gọi chồng con lên cơm. Chồng con đang vào trận dở. Thế là bảo lên ăn cơm thì không lên, thế là con bực quá con hất cái điện máy tính đi. Ý định của con là đập cái máy tính đi luôn đi ạ. Thì con hất kiểu gì mà lại không vỡ cái màn hình mà lại vỡ cái bàn phím không? Thế là hai vợ chồng con mạng cãi nhau một trận rất là to luôn. Thế chồng con là hứa là từ sau là không đánh điện tử nữa. Rồi là thì là thôi từ bây giờ thế này thế kia, cuối cùng lại chơi lại. Nhưng mà không phải là chơi nhiều mà là cứ chơi lén lén. Những lúc mà chẳng hạn như đang rảnh để chơi thì khách vào rất là đông thì lại là không đứng dậy được, lại cứ đánh máy tính đấy ạ. Mà mắt thì có nghĩa là khách hỏi thì mồm mới trả lời nhưng mà mắt thì vẫn là đang để ý vào cái máy tính. Đúng rồi ạ, để ý là có khi nào mà con nghĩ là vì ăn khách đang không có em ạ. Thế chồng nó cầm cái game phát quánh là khách vào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Vâng, đúng đấy, rồi. Đấy nó là cái gì ấy? Con là cái là xin kiến ấy. Con nhiều khi con bảo là thôi bây giờ đang không có khách mình vào đánh điện tử kiểu gì cũng đông khách. Vừa đông phạ, vừa ấy phát đông luôn. Mấy hôm nay con bỏ một tuần thì khách có đông không? Có đông không? Con xác nhận đi. Không có thời gian để mà ăn cơm và... À thế thì cái đấy là không đông thôi. Cái đó không phải phong thủy đâu. Không phải. Cái đó. Cái đi. Tại vì đợt này rất là đông khách nên không thời gian để đậu vào máy tính luôn đấy. À rồi. Thôi cái đó là do cái đó khác. Còn tật xấu gì nữa nào? Tật xấu của chồng con là thỉnh thoảng con nói nhẹ thì lại gắn lên với con, có nghĩa là con thì là biểu mặt con thỉnh thoảng là con nói cái gì đấy con nói rất là nhẹ nhưng mà mặt con lại hay cảm xúc, có nghĩa là tả cảm xúc như này. Thế chồng con nhìn mặt con, chồng con lại nói to lên, có nghĩa là gần lên với con ấy, thì con bảo là làm gì mà chồng nói mạnh thế, có mỗi nói thế thôi mà. Xong chồng con bảo là
nhìn mặt vợ xem, thế kia thì ai chẳng gắn lên. Đấy là tật xấu đấy ạ. Chẳng hạn mình thì nói bình thường nhưng mà chẳng qua là mình hay cảm xúc của mình nó hay lộ ra mặt đấy ạ. Thế là anh này anh nhìn thấy sang anh ấy cáu lên với con luôn là đấy như là, thế. Tức là như vậy là cảm xúc của chồng con còn mạnh hơn con. Vâng đấy, cảm xúc đấy ạ. Không thích nhìn vợ trâu mày. Vâng đúng rồi. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Cảm xúc đã vừa cảm xúc mà còn suy diễn nữa cơ. Ví dụ như đó thấy cái mặt này xong tự nhiên suy nghĩ nó đang cáu mình kìa. Nói gì nữa nào? Còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là thỉnh thoảng ngủ ngáy cũng hơi to. Chẳng hạn như buổi trưa ấy con ngủ với chồng con, nhiều khi con chỉ thích ngủ mình thôi. Con thích nằm một mình tại vì con thích yên tĩnh. Chồng con cứ ngáy lên xong rồi con lấy tay con kéo tay này thì lại cáu với con. Đang ngủ ngon còn kéo tay còn quát lên với con như thế. Không, ngáy không sửa được đâu con ơi. Ngáy thì không sửa được. Vâng. Ha, bỏ game thì được nè. Vâng, ha, con game bỏ được. Rồi, con bỏ hơn một tuần nay rồi. Chú mong là bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi. Một tuần là chưa xin nhớ gì đâu. Vâng. Hả? Rồi bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì nữa? Chồng con này thật ra là để mà nói thì rất là tốt rồi ạ. Giờ con chỉ mong là vợ chồng mãi cứ hạnh phúc vậy như vậy. Thỉnh thoảng là thôi không chơi game nữa, có nghĩa là phụ con được nhiều việc hơn. Thì hai vợ chồng chỉ vì cái chơi game mà thỉnh thoảng là nói nhau thôi, chứ còn bọn con không nói nhau đâu ạ. Không có chuyện gì để mà cãi nhau. Chồng con có hay nói lời ngọt ngào lãng mạn với con không? Chồng con không ạ, chồng con khô khan. Lúc yêu thì sao và lúc tỏ tình và lúc cầu hôn thì sao? Chồng con thì thật ra là bọn con yêu nhau thì nhắn tin nhiều là qua điện thoại, tỏ tình nhiều là qua điện thoại tại vì rất là ít gặp nhau. Còn lúc cưới thì là cứ thế là bảo thôi mình cưới nhau ấy. Có nghĩa chưa là... có một cái lời cầu hôn, chưa có một lời tỏ tình nào. Chưa. Từ miệng luôn. Vâng. Vậy thì hôm nay nhân tiện tại vì thế các... chán anh Lee Min Hoo quá. Anh thì... bây giờ con có muốn chồng con tỏ tình với con lại trong cái chương trình này hay đúng không? Rồi. Có. Phải, tại vì con biết sao, để sau này hai đứa con gái á, khi mà tụi nó lớn lên tụi coi lại cái clip này của cha mẹ đó, trời nó sẽ cảm thấy nó rất là sung sướng. Đúng rồi. Nó vừa hãnh diện với bố mày, vừa hãnh diện với mẹ nữa. Đúng rồi. Đấy, đó. Theo cô là con vượt lên chính mình một lần đi con. Đứng lên đi, các bạn rất là đẹp đôi. Thiệt luôn á. Thiệt. Đứng nào cũng đẹp hết trơn á. Tùng. Mạnh dạn lên nào con ơi. Con đứng lên luôn. Vượt lên chính mình đi con. Nó như diễn viên điện ảnh. Thiệt luôn á. Nếu có kiếp sau thì là vợ chồng nhé. Đấy, nó vẫn giấu mặt. Con ơi, tại sao con phải giấu mặt mình như thế hả con? Con cầm tay vợ, con không nhìn vào xoáy tai. Vào đôi mắt của vợ. Con Tùng nói lại nói câu vào tai của vợ. Nhưng mà mấy không thấy mặt rồi, mai mốt hai đứa nhỏ nó về nó không thấy mặt của cầm bố. Cầm tay vợ. Đấy. Nếu có kiếp sau thì vẫn làm vợ chồng nhé. Đấy. Nó không nhìn vào mắt của vợ nó luôn. Ngựa, cháu nó ngựa. Hôn vợ cái rồi. Rồi. Hay quá. Cảm ơn hai con nha.